Supersướng.vn có những cơ hội quay quà tặng trúng 10.000 quân huy, và đặc biệt rằng các bạn sẽ có quay vòng trúng skin SSS, và đặc biệt rằng các bạn sẽ được x200% khi các bạn nạp thẻ vào, và nick được giảm giá 50%. Còn chần chừ gì nữa và không vào shop Supersướng.vn để mua sắm nào. Chai rô, chào mừng các bạn đã quay trở lại channel của chúng ta. Và ngày hôm nay mình sẽ gửi gắm cho tất cả các bạn một tuyệt siêu phẩm, một vị tướng quý tất cả các bạn nhé. Và ngày hôm nay mình sẽ cho các bạn thấy được rất nhiều điều mới mẻ trong clip quý này. Khi team địch có gian, ngủ không, Vera, Violet và Arum, thì quý trong trận đấu này nó sẽ làm như thế nào? Đầu tiên mình sẽ cho các bạn thấy được một vị tướng bất tử theo nghĩa đen là nó sẽ kinh dị như thế nào, với lối build đồ bảng ngọc nào cho quý. Và đặc biệt tiếp theo, quý là một vị tướng cao tớ, hoàn toàn vị tướng gián, và gián không có một cái cửa nào để đánh lại vị tướng quý. Cho nên khi tất cả các bạn gặp một gián team địch, cho dù có pro đi thế nào đi chăng nữa, các bạn phải pick quý cho mình. Thua vàng thằng gián vẫn đánh được tốt. Cho nên các bạn thấy nó cướp rừng mình các bạn ạ. Bởi vì nó cảm giác như quý cao tớ không sao các bạn nhá. Đây là cường lao. Cường lao sẽ xử lý tình huống bị cướp rừng này cho anh em. Mình sẽ qua bên rừng nó và ăn con bùa đỏ như là nhà của mình thôi. Đấy, đánh nhau làm gì. Rồi, mình sẽ quệt thêm một cái con quái nhỏ nhỏ này nữa. Xong mình ra đứng mid, mình sẽ quệt thêm vài cái con lính. Cái pha này mình lên nhầm đồ các bạn nhé. Lên UV, lấy vía thám, lên nhầm cái dây. Đấy, con quý này quan trọng nhất đó chính là lên được nửa bí đô rừng. Đó chính là cái rìu gõ nó gì cái tên tiếng Anh khó đọc chết đi được. Đấy, cho nên mình sẽ lên rìu lấy bia thăm trận đấu này các bạn nhá. Rồi, mình sẽ lên level 4 rồi, ra quạt. Thằng nào đây? Vé ra, choáng à? Ôi, giá nào? Giá nào? Tôi đẩm mi giáp thương luôn. Đấy rồi, quý à, cân 2 là chuyện bình thường các bạn nhá. Rồi, làm gì nào? Rồi, giá bay. Trời ơi, các bạn thấy chưa nào? Các bạn đã thấy chưa đâu, đấy mình chỉ là đầu game các bạn ạ. Cân 2 là chuyện rất là bình thường các bạn nhá, nhưng mà đơn giản thôi, bởi vì thằng Vera nó không có đam. Cái việc đấy hầu như là mình đấm thằng gian là chủ yếu thôi. Đấy, cho nên các bạn hãy nhớ rằng khi nào team địch có gian thì các bạn hãy pick ngay cho mình vì tướng quý này. Các bạn đánh solo kill với nó kiểu gì? Ôi cái ông tu lén này, ông chơi thực sự thằng quý này các bạn biết sướng nào trong trận đấu này. Sở duy nhất đó chính là thằng Arum. Thằng Arum sẽ là một thằng counter thằng quý. Khi mà mình bay vào sẽ bị ăn xích, và trong khi ăn xích thì bị dồn sát thương chết. Quý là một vị tướng nó rất yếu khi bị đứng im mà không được gây sát thương. Tại vì sao như vậy? Bởi vì quý nó, khi quý được gây sát thương thì đồng nghĩa với việc nó sẽ được hồi cái lượng máu rất là lớn. Cho nên nếu quý bị choáng hoặc bị thằng Arum nó xích lại thì đồng nghĩa với việc thằng quý sẽ chết rất là nhanh. Cho nên trận đấu này để mà theo gọi là bất tử đúng nghĩa ấy, thì nó sẽ gọi là bất tử với thằng nào? Ngủ không? Đây, một đấm chết. Trời ơi, đấm xịt đấy anh em ơi. Bất tử với ngủ không, bất tử với gián, bất tử với thằng Vera, bất tử với Violet, nhưng không bất tử với thằng Arum các bạn nhá. Đấy, và clip này mình sẽ cho các bạn thấy build của quý mình để ở đâu, clip nó mạnh đến mức độ nào các bạn nhá. Cân 3, cân 4 là chuyện rất bình thường nhá. Mặc dù không chênh lệch cái lượng vang nào lắm đâu, nhưng mình sẽ cho các bạn thấy nó bà đảo như thế nào. Rồi, mình sẽ nói qua về combo quý. Combo quý thì mình đã nói với tất cả các bạn rất nhiều lần rồi. Nhưng bình tĩnh, cái pha này mình sẽ lao vào cân bái. Các bạn thấy này, đây rồi, một đấm. Ôi cái gì? Đấy, các bạn thấy thằng gián không kịp làm cái gì luôn. Đấm tiếp. Mảnh chưa anh em ơi. Đi thằng Arum chơi thế này chịu các bạn nhá. Nó chơi cái pha này thì chịu các bạn ạ. Mình đã nói rồi. Rồi, tiếp tục pha này này. Đấy, mình sẽ cân má các bạn ở giai đoạn đâu. Mặc dù đấy vẫn chưa phải thời gian bất tử của quý đâu, nhưng mình sẽ ăn tặng cái trụ này. Đây rồi. La lên. Tàu quật. Ôi, cái gì vậy? Ủa trào. Đừng Arum. Ôi, lại chém Arum lên nữa. Mẹ cá cái thằng Arum này. Mình cấy nó thật là bất tử của gì mà hai mảng thôi. Đấy, tất cả chỉ là một cái gì đấy. Nó mình cho các bạn thấy rằng là nó kiểu bất kiểu cảm giác một cái gì đấy, nó kiểu cảm giác nó chẳng ai giúp mình ghét thật đấy các bạn ạ. Không sao các bạn nhá, không có vấn đề gì hết. Rồi, thực sự đến với mình nói thì các bạn phải hiểu rằng là Arum bất tử theo nghĩa đen, nó khi nó có đô, khi có đô như nào ạ? Thằng quý nó sẽ cái thằng gián này thì đánh các bạn đừng chứ có mất máu đâu. Ôi dồi, thằng gián đánh mình không hề mất máu các bạn nhá. Thằng quý này chỉ cần 2 build công thôi, đó chính là
đó chính là phức hợp kiếm và thương Longinus. Còn lại trận đấu này mình cảm giác như thằng Arum phép này, vé đã phép dấu sát thương nên mình sẽ lên một cái thằng phép, sẽ lên một cái thằng phép luôn. Và kết hợp với Deal Leviathan thì mình khẳng định đây là sẽ bất tử theo nghĩa đen của nó luôn. Rồi, cách combo Queen thì khá đơn giản thôi. Các bạn sẽ dùng chứa 1 lão lên để tiếp cận và kích hoạt chứa 3 vào một cái chướng ngại vật bất kỳ nào đó, như một bức tường, như một cái trụ. Đấy, thì đối phương sẽ choáng. Đặc biệt rằng khi các bạn kích hoạt chứa 3 vào một vị tướng mà vị tướng này bị bẫy vào tường ấy, thì các bạn sẽ được tái kích hoạt chứa 3 thêm một lần nữa. Đấy, thì các bạn sẽ lướt lên. Thì các bạn phải hiểu cái lượng sát thương của Queen nó đến từ đâu ạ? Nó đến từ những cái đòn nội tại đánh thương của nó. Giống như ấy, khi các bạn dùng một chiếu thức ấy, thì thằng Queen nó đấm 2 phát một lần. Đấy, thực ra thì nó cứ đấm bụp bụp, nhưng mà các bạn sẽ cảm nhận rằng là đấm 2 phát một lần luôn. Thì đấy là cái lượng sát thương rất to đối với Quý các bạn nhá. Ngoài việc cơ hỏa đó thì lượng sát thương của Quý rất to. Đây, rồi cái pha này đấm một đấm rồi lướt lên. Đây rồi thôi, sổ cái thằng mít này đi. Rồi tiếp tục thằng gián không chảy là chết, gián không chảy là chết. Đấy. Từ giây phút này rồi đi, nếu các bạn thấy Cương Lao mà chết thêm một mạng nữa, Cương Lao xin phép không bao giờ nổ hay là gãy nữa. Nhưng mà các bạn phải hiểu là mình không bao giờ nổ đâu. Mình chỉ nói theo đúng cái sự thật, theo đúng cái một cái sự thật nó xảy ra rất là tự nhiên các bạn nhá. Mình không hề thêm bớt hay là không hề kiểu là nói quá làm gì cả. Đấy, từ giờ các bạn hãy chứng kiến nên mình sẽ không bao giờ gọi là bị kết bất kỳ một cái mảng nào này hết. Các bạn hãy tin tưởng mình, thật các bạn phải thật tin tưởng mình đi. Rồi, các bạn thích mình cân 2 cân 3 pha này không? Thôi được rồi, mình cái pha này không cần thiết đâu. Nếu các bạn nói thích cái pha này mình cân rồi, mình thề luôn. Chỉ cần các bạn nói thích cái pha vừa rồi mình làm mình cân thằng Arum luôn. Nhưng các bạn không nói thì thôi, mình quan cảm. Rồi cái pha này này, pha này thằng Gián mình đập nó vào tường này, một pạp pịch rồi không thể màu đâu anh em ạ. Thằng Gián gặp Quý thì đúng là nó đấm không thể màu đâu luôn. Đấy rồi, thì đương nhiên rồi, Quý là một vị tướng nó cao tớ bất kể các vị tướng sát thủ nào khi solo với nó. Thậm chí thằng Nagaroth cũng đã bị thằng Quý đấm cho sún voi luôn, và thậm chí cho cả thằng Zuka luôn các bạn nhé. Cho cả thằng Zuka luôn. Rồi, ôi thằng này tốc biến anh em ạ. Cho cả Zuka luôn. Các bạn hãy tìm bất kể thằng sát thủ nào màu giấy hoặc sát thủ nào đám to, các bạn đánh cho mày Quý đi, hắn đấm cho sún voi. Thằng Quý chỉ cần lên 2 bureau công thôi, không cần lên nhiều các bạn nhé. Đấy là cái điểm mạnh của thằng Quý. Rồi bây giờ thì tưởng Pen tao chết chứ. Rồi các bạn nhé, bây giờ thì mình sẽ tìm cho các bạn cách cân 2 cân 3 và sử dụng cái bộ combo đấy để cho các bạn thấy bằng ngọc phu hiểu và video mình đã để ở đâu clip các bạn nhá. Ủi rồi thằng dán thì chúng tôi này các bạn thấy chưa, mình bị chịu, mình nắm cái sát thương chủ mà không như không mất máu đâu các bạn, chả mất một tí máu nó luôn, thê luôn các bạn, nhìn cái lượng máu mình kìa. Đấy, đấm vai ba con lính là hôi máu các bạn mà. Đấy, thằng Quý này một vị tướng hồi phục tốt bậc nhất của liên quân mobile hiện tại bây giờ luôn. Đặc biệt năm không những cái hồi phục của thằng Quý ở đấy nó khổ nằm cái chỗ ấy, nó đấm vô tường nó hôi máu nhiều lắm anh em ạ. Đấm vô tường nó càng hôi máu. Đấy, cho nên rằng là các bạn nhìn thấy thằng Quý gần chết nhưng mà nó cứ đấm ba cái la phun máu rồi. Để thằng ngủ không này, tao mà gặp là tao đấm như một cái này, đấm cái dắt tường là ra đi các bạn mà. Đây một phát dắt tường là đi anh nhân tăng kinh đập thằng hai dắt tè. Quý chưa rồi. Để chứng minh cho cái câu nói Quý theo phong cách lưu đồ Cương Lao bất tử theo nghĩa đen ấy, thì mình sẽ cho các bạn thấy được cách cân 3, cân 4. Đây, chẳng hạn thằng này đi, một đập ba. Rồi thằng Gián này, thằng Miếu Lét thì rất là bình thường. Thế mà thằng này đi, thêm thằng nữa nào. Thôi rồi, thêm bé ná các bạn nhá. Trời ơi, thằng Gián nó đánh mình có mất máu đâu anh em. Đấy, còn đánh mình mất máu đâu các bạn. Đấy, cho nên một cái phá combo nó cơ bản thôi, chiêu 1, chiêu 3. Đấy, xong kích hoạt luôn chiêu 2 các bạn nhá. 1, 3, kích hoạt chiêu 2. Kích hoạt chiêu 2 làm gì các bạn? Ngoài cái sắp thương nó còn giảm giáp, bài chạy lắm. Đấy, xong các bạn sẽ kích hoạt đánh thương này. Đấy, rất đơn giản các bạn nhé, rất mảnh, một khá cân ba như vậy mà mình chả mất một cái máu nào luôn, ác vậy cơ chứ. Rồi tiếp tục thôi, ta sẽ phải tìm thêm một khá cân 2, cân 3, thậm chí cân 4 và thậm chí xa xôi nữa cân 5 để các bạn thấy rằng cái video của Cương Lao nó rất là thân thánh. Các bạn chỉ cần xem cái clip này các bạn đã áp dụng, biển sao các bạn đừng còn 50 phút các bạn mới lên được video này thì mình chịu nè. Nhưng tầm khoảng 20, tầm khoảng 15, 16 phút các bạn đạt được cái video cấp cho tầm 17 phút đi. Rồi cái pha này đấm thằng Violet thì nó chết rồi. Ôi đấm trật vô tường rồi anh em ơi. Đấy, biển anh em đừng còn tầm 3-4 phút các bạn lên video này thì là anh Cương ơi, em vẫn lên video giống như anh, tại sao em yếu vậy? Vậy em lên video giống như anh khoảng bao nhiêu phút? Dạ
gần 30 phút anh ạ. Ôi dồi ôi, gần 30 phút thì còn gì để chơi nữa hả em? Lết game thôi. Đấy, các em lên cái bureau này tâm khoảng dự gần lết game đi. Tầm phút 13, 14 đi. Không cần full đô đâu. Các bạn chỉ cần lên cho mình cái view Leviathan, thương long cái nớt, phước hợp kiếm. Ví dụ team địch có 4 sát thương AD, các bạn lên cho mình thêm một cái khiến nữa. Thì các bạn sẽ nó có mạnh hay không các bạn nhé. Đấy, lao vào băng trụ đấm như vậy mà không mất một tỷ máu nào luôn, rất là bà cháy. Và clip đến đấy thì mình nghĩ là kết thúc rồi. Và các bạn hãy nhớ ra, khi nào gặp thằng gián các bạn pick ngay cho mình một thằng quý để counter. Nó đi rừng các bạn đi rừng, nó đi top các bạn đi top, là các bạn sẽ giảm được sức mạnh quý thằng gián rồi. Tiếp theo các bạn áp dụng video này giúp mình thì các bạn sẽ chơi đắt mạnh hơn. Và mình hẹn gặp lại tất cả các bạn ở clip sau, và xin chúc các bạn chơi quý thật tốt và tất cả các bạn em mài yêu. Bye bye. Moving on. Watch me as I go.